Chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ chơi tám trò. Đầu tiên là trò Perfect Slice. Tuyệt kỹ dùng dao sắc những trái cây một cách vi diệu nhất. Chia sẻ cho mình nha mấy bạn ơi, để mình có động lực phát triển kênh game ngày càng mạnh mẽ hơn nha. Ra những cái game hay phục vụ các bạn. Ghê không, cây giật mà nó cắt vàng thấy ghê không? Bén lắm nha. Thank you.